Đây là hình ảnh được Samsung đăng tải trên trang fanpage chính thức của mình sau màn ra mắt iPhone 12 của Apple. Chiếc Galaxy đem lại những gì mà bạn đang tìm kiếm, từ những thứ cơ bản nhất như là sạc. Hỏng bàn về màn ca khẽ đến từ vị trí của hãng điện thoại có doanh số bán ra cao nhất thế giới, thì củ sạc và một số yếu tố khác là thứ mà cư dân mạng bàn tán nhiều nhất 2 ngày qua. Sao mà không bàn tán được khi mà Apple cứ ngày càng có nhiều cách để móc hầu bao của người dùng một cách rất khôn khéo. Là sao ta? Đầu tiên, hãy nói về bảng tiêu chuẩn của dòng iPhone 12 năm nay. Năm ngoái, bảng tiêu chuẩn của iPhone 11 có giá từ 699 đô, tương đương 16 triệu đồng. Thì năm nay, bảng tiêu chuẩn là iPhone 12 mini cũng có giá tương tự. Có điều, iPhone 12 mini lại có màn hình nhỏ hơn iPhone 11. Do vậy, thiết bị phù hợp nhất để so sánh với bảng tiêu chuẩn của iPhone 11 chính là iPhone 12. Và giá của nó là từ 799 đô, khoảng 18 triệu 500 ngàn đồng. Tức là bạn phải bỏ ra thêm 100 đô nữa. Rõ ràng, giá iPhone thế hệ mới này không hề rẻ hơn phiên bản tiền nhiệm của nó. Chưa kể, nếu nhìn kỹ giá công bố trên website của hãng, bạn sẽ thấy cái dấu hoa thị này. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Bạn chỉ mua được giá 699 đô cho dòng 12 mini và 799 đô cho dòng 12 nếu mua qua hai nhà mạng AT&T và Verizon. Mua qua nhà mạng khác hoặc mua bản không khóa mạng thì bạn phải trả thêm 30 đô nữa nha. Như vậy, thay vì mức 699 đô của chiếc iPhone 11, người dùng sẽ phải bỏ ra 799 cho tới 829 đô để sở hữu thiết bị kế nhiệm iPhone 12. Kế đến, đúng như lời đồn, Táo Khuyết đã quyết định loại bỏ tai nghe và củ sạc trong toàn bộ những mẫu iPhone bán ra trong tương lai. Và lý do mà Apple đưa ra là hiện tại có hơn 2 tỷ củ sạc do Apple sản xuất trên toàn thế giới, chưa kể những củ sạc của bên thứ ba. Cho nên chúng tôi quyết định loại bỏ tai nghe và củ sạc trong những hộp iPhone mới. Điều này nhằm giúp giảm đi lượng carbon thải ra, tránh khai thác và sử dụng những vật liệu quý. Lý do nghe có vẻ không thể hợp lý hơn. Nhưng hãy xem cáp sạc mà người dùng nhận được trong hộp 12 là gì? Đó là USB-C Lightning thay vì USB-A Lightning. Điều này có nghĩa là củ sạc 5W hoặc 10W từ đời iPhone XS trở về trước không còn tương thích cho dòng 12 này. Do đó, nếu người dùng iPhone những đời từ XS trở về trước muốn nâng cấp lên iPhone 12, đành phải bỏ thêm 19 đô la, tức 444 ngàn đồng để mua cục sạc nhanh mới. Cái này là làm móc hầu bao người dùng rồi. Với mức giá trên, nếu là fan Táo Khuyết, bạn có sẵn sàng chi hầu bao cho những chiếc điện thoại iPhone thế hệ mới nhất